khi tôi được bình tĩnh, dường sông chảy theo đường đời, hoặc lam thông bi như ba đào xôi, hoàn cảnh dẫu ra sao, Chris khuyên cứ nói xác định. Linh hồn ôi, ta yên ninh, thật yên ninh. Tâm linh tôi yên ninh thay, lòng tôi nay bình an thay, bình an thay. Satan luôn dày đạp đời tôi trái cơn tập xe, tôi vẫn vững tâm luôn không hề quên rằng Christ biết tôi đây vô phương xa dòng huyết cứu rỗi bởi lòng khoan nhân. Tâm linh tôi yên ninh thay, lòng tôi nay bình an thay, bình an thay. Tôi mong mau được nhìn điều lòng vẫn tình xưa say, khi cuốn đám mây đen trên đời này càn trôi tiếng trên không, Giêsu Christ tái lâm ngày, linh hồn hát yên ninh thay, bình an thay. Tâm linh tôi yên ninh thay, lòng tôi nay bình an thay, bình an thay. Okay.